Chào các bạn, mình Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình này quay cho các bạn xem là con máy cắt laser của bên mình các bạn nhé. Chuyên cắt họa tiết hoa văn các loại các bạn ạ. Hôm nay là con máy mình là đang cắt tấm phù điêu chống đồng để lắp vào cánh cửa biệt thự đó các bạn. Là dày 6 ly, tôn dày 6 ly các bạn nhé. Bên mình cắt laser này là các bạn mua về các bạn không phải gia công mấy đâu, tại vì cái đồ cắt nó rất là gọn, rất bén luôn các bạn ạ. Đây là họa tiết chống đồng các bạn nhé. Còn có các bạn có thể là đặt các hình, các mẫu theo đơn đặt hàng của các bạn ạ. Mình nhận cắt các loại hoa văn các bạn nhé. Đây, hôm nay là mình cắt thép 6 ly này. Mạch cắt rất là đẹp luôn ạ. Về các bạn không phải gia công mấy đâu, tôi thấy là đưa lên là hàng. Con máy này mình là máy CNC tự động hết các bạn nha, chỉ việc lập trình trên máy tính là nó cắt tự động các bạn. Cái bức phù điêu này khi hoàn thiện là rất đẹp luôn các bạn. Các bạn nào có muốn mua những sản phẩm hoa văn nghệ thuật thì cứ gọi cho mình tiếp toàn quốc các bạn nhé, giá rất phải chăng luôn các bạn ạ. Đây là bức chống đồng của bên mình đang cắt, khi nó lên hoàn thiện là rất là đẹp luôn, vì cái độ cắt laser này, cái độ sắc nét nó rất là cao các bạn. Những đường cắt của nó rất bén các bạn ạ.
collagen này rất bén luôn, mà cái độ sắc của nó sắc nét rất là cao luôn. Đây các bạn, đây là nó kiểu là cắt, mình cắt chống đồng này các bạn, là hai cánh luôn các bạn nhé, hai cánh luôn, khi khép lại đóng lại là nó hình như này, rất đẹp luôn các bạn ạ. Khi hoàn thiện cái bức phù điêu này rất đẹp luôn các bạn, vì hoa văn rất là đẹp luôn. Các bạn nào có nhu cầu phải mua, cần dùng đến hoa văn nghệ thuật thì gọi cho bên mình. Mình bán rất là hợp lý luôn các bạn. Các loại họa tiết tùy theo các bạn đặt. Mà cái đường cắt của nó rất đẹp, về cắt laser các bạn nhé. Rồi sau đây mình xin phép dừng video ở đây nhé. Chào các bạn nhé. Chào anh em nhé.